Dạ em xin chào tất cả anh em nha. Em chào mừng anh em, chào mừng bà con đến với kênh Đức Sắt Đức Thắng nha bà con. Em lên tiếp cho anh em bà con tham khảo một cái con Kubota EG50. Ngoại hình thì máy gì nghe nè. Ngoại hình thì máy nó gì đây? EG50. Số series là 3686 anh em ơi. Mặt cam trước thì hầu như em thấy là chóc nước sơn hết anh em ơi. Cái lốc thì còn có chỗ có nước sơn, có chỗ không. Còn kết nước thì bên em bao kết nước cho bà con cô bác mình ha. Anh em nhìn kết nước nó nha. Cái dòng này Kubota cái lá nó dày. Còn máy này thì khi về là cái co dầu bét của nó là nó bị nó xét ngóc này nè. Rồi em sợ về bà con sử dụng không được bao lâu. Rồi nên bên em có thay cái co dầu bét cho bà con cô bác mình ha. Bên em có thay cái co dầu bét không. Còn boe của cái này thì nó thiếu cái boe nha bà con. Đây ngồi mời em lấy cái boe, nói chung là em sẽ gắn lại cái boe cho bà con cô bác mình. Mà dường như boe của Kubota này em hết rồi. Em chế cái dòng khác nha bà con, lưu ý giùm em nha. Dường như bà con thấy có thể là cái boe của Tết 50 60 gì. Cái mục đích để mình gắn cho nước mưa nó vô. Còn hiện tại về là nó thiếu boe này nè. Cái này bên em đang gắn cái van khóa nước của cái nắp lắp vô nè, đang em test cái kết nước cho test cái kết nước cho bà con cô bác mình đó. Cho nó rõ ràng cho bà con mình để bà con mua về sợ nó rịnh nó xì rồi đổi nó mất cái thời gian của anh em cũng như bà con cô bác. Em test cho nó rõ ràng. Còn phần về máy thì cái máy này em bao kim cho bà con mình nha, em chưa có can thiệp gì bên trong. Bà con nhìn ốc thôi. Ngoại hình thì nó hơi cũ kỹ tí xíu nhưng mà nó nguyên xin các bà con. Tôm bu ly nó còn bu lửa nó rất là dày. Con này là đang thiếu dây gió nè. Cái dòng này nó tới 8 cánh quạt nè. Em nghĩ khi mà nó chạy nó phát lên là gió nó dữ lắm, gió luôn nè. 1, 2, 3 nè. 6, 8 cánh. Trời ơi, uống một chai nước này biết chừng nào mà đầy. Cái nước này cầu chai mà chai 5 xỉ á. Nó đầy nổi đâu. Trời tự nó thấm rồi. Ừ. Lấy cái ca gì đi. Lấy cái giác nguyên cái thùng phi lên á. Đó. Nói cái bầu diều nó không. Cái bầu diều không biết nhiêu nước rồi. À, con lấy cái gì con tiếp anh Thừa đi. Chứ anh Thừa múc cái đó là bắt thấy là không biết chừng nào đầy vậy đó. Vô trọng cái ca gì đi con. Cái này anh em nhìn thấy cái mình nó nhỏ xíu, nó gọn khô vậy với bê tông. Thằng này là nó tới 82 ly lần anh em. Em nhớ nó là EG50 là bê tông nó 82 ly lần đó. Nó mạnh hơn cái tới 80 mình đó, đó. Rồi bây giờ trong cái quá trình mà đợi đổ nước, em nhờ Thừa test hàng cho bà con cô bác mình nha. Trời ơi, Thừa tưởng tượng giống như đang uống rượu vậy anh em ơi. Bốn chai này ông xỉn rồi. Không, bốn chai này chưa xỉn đâu em. Con chai này có người nhậu lít rưỡi với bốn chai này chừng có văn lít cái gì. Chai 250ml không? Có không, xỉn hơn không? Xỉn không? Xỉn rồi. Xỉn không? Xỉn không mới xỉn. Ủa xỉn thiệt hả? À, bốn chai khoan nghe. Rồi bây giờ trước tiên là kết nước là chắc ăn với bà con là không xì. Nhưng mà để nữa em kiểm tra nghe, nếu mà này bốn chai em nghĩ là cái chừng nó nghẹt cái đường nước xuống nè. Tại vì cái máy nó nhỏ, nó bột nó nhỏ xíu à. Dạ. Bột ở dưới không là cỡ dựng chai đó, chai gửi đó à. Dạ. Còn cái này thì cái lưới này thì chỉ có mấy lỗ tàn không nè. À. Nó nhỏ vậy không nè. À. Rồi nói chung là bên phần cách nước thì nữa em sẽ kiểm tra cho bà con mình nha. Em sợ về nó nghẹt là chảy nó nóng rồi bà con. Rồi giờ trong cái này em nhờ Thừa test hàng cho bà con cô bác thôi.
qua nó nhảy lắm. Có dầu, có dầu ở đâu. Chích nó vô. Đây có đầu chích đây. Rồi em cũng xin báo giá cho anh em bà con cô bác mình ha. Những cái bộ phận em sẽ khắc phục cho bà con mình nè, giống như cái boe nè. Thì ngày mai em sẽ ghép cho bà con mình cái boe mà cái bu bu nó của thằng ở tết nữa, giống như cái boe em để trên đó vậy đó. Để cho bà con mình sử dụng che mưa che nắng nha. Còn cái thứ hai thì em nhìn thấy cái lỗ mũi nè. Nó gịnh nhất nhẹ nha anh em. Cái này thứ nhất về là anh em phải chạy cô đai nè. Và thêm một phần nữa là bên em sẽ hỗ trợ tặng luôn cái bộ quạt cho anh em bà con cô bác mình, nếu anh em chạy vô đây nó không hết, bị cái máy này là nó nguyên gin, nhờ là dẫn em lấy cái bộ quạt cho mình luôn nghe thừa. Là bên em có, nói chung là có bạc sơ mi bất tông, những cái dòng này em có hết nha bà con. Cái máy nào em không thấy, em cảm thấy mà nó không được chắc ăn thì bên em sẽ hỗ trợ tặng cho bà con mình giùm nhau luôn. Đó anh tiếng nha, đây là bộ quạt của EG50 nè. Bên em có bán, bên số anh em nói là những cái dòng máy này là không có phụ tùng, bên em bao hàng cho bà con mình luôn. EG50 cái này em tặng miễn phí cho bà con mình nè, 82 ly. Còn phần về bu ly là nếu anh em nào mua về bơm nước ha, anh em nhớ lưu ý giùm em ha, thì em sẽ lột cái bu ly này ra em tặng cho anh em mình cái tôm bơm nước. Cái này nó hơi cực nên anh em, bị cái tôm bơm nước là cái dòng nó lớn hơn này, phải đưa lên phương tiện nhất. Còn nếu anh em mà về để bu ly gì mà kéo nén xe thuốc hay là kéo dây go mình sử dụng mục đích khác ha, thì giữ nguyên. Còn nếu mà đổi tôm bơm nước ruộng thì bên em sẽ hỗ trợ đổi cho anh em bà con cô bác mình luôn. Rồi em cũng xin báo giá cho bà con mình ha, cái máy này em bán cho bà con là 4,5 triệu, em bao ship, là em gắn là dây gió cho bà con cô bác mình nè, kèm theo bộ bạc. Anh em nhớ lưu ý ha, bị em thấy chạy trong cái quá trình chạy nó hơi dịnh nhất nhẹ đây nè, không biết mình chạy vô đây nó hết hay không, bà con nhìn thấy nó hơi đen đen nè bà con thấy không, nên kèm cho bộ bạc cho bà con mình luôn. Nếu anh em bà con cô bác nào thấy hợp nhãn thì alo em nha. Rồi em xin kết thúc video tại đây nha, chào tạm biệt anh em.